chưa? Rồi hello anh em. Đây là cách mình tô bắp rau nhục cổ. Ở đây là mình đang đánh cái tông nguyên chất nè. Sấy. Lấy biên là lấy biên nhẹ nhàng xuống nè. Nhẹ nhàng không? Thấy cái này nó cũng dễ có đâu mà anh em thấy khó khăn dữ ta. Nó cầm máy chà lụm gì đâu. Anh em chà, anh em đừng có cố gắng mà làm cho nó nhanh. Kiểm soát cái bản thân mình lại. Từ từ, kéo từ từ, chà từ từ. Nhiều mực từ từ đi là được à. Chứ đừng có mà làm ao rồi cuối cùng nó tan nát luôn. Mình ở đây á là mình mang tính chất á là chỉ chia sẻ anh em cho anh em mà thiếu kinh nghiệm mới vào nghề thôi. Đó. Chứ mình không có chỉ bảo dạy gì ai á, cho nên anh em á đừng có mà vô mà comment hay là nói những lời nghe mất hay. Đúng không? Anh em đừng có vô mà cào bàn phím. Mình lo kiếm cơm chứ anh em đừng lo kiếm chuyện. Tôi đây là tôi làm bằng cái suy nghĩ của mình và mình đó, mình chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của mình làm cho anh em. Chứ mình đâu có chia sẻ trên đây mình đâu có được cái gì đâu. Mình đâu có lấy được đồng bạc nào của mấy bạn đâu. Nhưng còn anh em nào mà không thích đó thì lướt, đúng không? Chứ đừng mà vô mà comment mấy ông lo mà lo vợ con mấy ông không có cơm ăn rồi con không có sữa ăn rồi quên con không có sữa uống rồi chứ ở đâu ngồi đó mà comment xong chửi người ta lo mà đi kiếm tiền rồi không biết tháng này đủ tiền trả được mặt bằng không nữa. Cho nên mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi, mình chỉ chia sẻ cho anh em mới vào nghề thôi chứ còn anh em nào mà đã làm giỏi rồi thôi đâu có cần đâu. Nó mình tô rồi mình tìm hướng là mình rải ra từ từ nè. Nó nhẹ nhàng thôi, đừng có cố gắng mình chà làm ao vô. Nó mình nghiêng cái máy nè. Nó mình lướt mực chạy nè. Các bạn đừng có làm ao, từ từ thôi. Nhưng mà mình máy này mình sử dụng là cái thằng sự chỉnh ray nè. Mình đang chạy chỉ có 7 quanh rưỡi thôi. Tại cái lường da này á là da này hơi mỏng cho nên mình không có dám chạy cái tốc độ lớn. Còn anh em nào mà có cần cái gì hay là có muốn đặt câu hỏi gì cứ comment lên đi, mình sẽ làm video mình trả lời cho các bạn. Mình đánh dịu mực đi thôi. Đây mình đang đánh kim 11-11 nha anh em. Nói chung là anh em cũng thông cảm, tại vì nhiều khi á mình cũng bức xúc một số thành phần. Thí dụ như mà thành phần master á giỏi á, người ta vô người ta chửi mình á thì mình không tức. Mà mấy ông xăm ất ơ mà mấy ông vô comment ông chửi người ta như đúng rồi á, học hỏi thì không lo học hỏi. Ở đó comment rồi chửi người khác. Đó, anh em đánh rải ra.